Mai xin chào mọi người, mình là Hạo Tăng Cơ của Layoff D&D Man Community đây. Thì đây là video tiếng Việt nha, mình sẽ dành tặng riêng cho các bạn người Việt. Thì nhân dịp 600 subscribe thì tuy là mình nói là mình không có làm video gì nhân dịp 600 subscribe hết, nhưng mà giờ mình hết ý tưởng để làm video rồi, cho nên mình sẽ làm về decklist Zephyr and Demian của mình, update gọi là update mới nhất, giờ là phiên bản 60 kẹt nha. Ok, thì nhân dịp 600 subscribe luôn. Ok, thì chúng ta bắt đầu vào video ngay nào. Thì nếu mọi người có hứng thú với video này thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông để nhận thêm các video mới nhất của mình và anh Perry. Bây giờ chúng ta cùng vào ngay video nha. Thì đầu tiên đó chính là main deck. Thì main deck á, thì nói về monster trước luôn. Thì chúng ta chắc chắn phải có được là 3 Zephyrhead. Cái con này là cái con cần thiết nhất trong deck nè. Người ta sẽ dùng nhiều cái hiệu ứng gọi là scale của nó hơn, bởi vì nó có khả năng send một quái thú bên Zephyr từ Pendulum thì vào extra deck face up để mà nó đổi scale của nó. Thì nói chung là lợi, thì nếu các bạn gửi Zephyr new thì có thể Pendulum summon nó ra từ extra deck luôn, thì cái này không có gì nhiều để nói nữa. Monster effect thì không được dùng nhiều cho lắm thì nó khó triệu hồi, nhưng mà nếu các bạn triệu hồi được nó thì giống như các bạn có được thêm một cái Pendulum summon thứ hai, và con này hơi bị bự nha. Nói rồi. Ok, thì cái này là ba con monster đầu tiên của deck. Tiếp theo đó chúng ta sẽ chơi hai Zephyr Nui. Từ từ để mình để nó kiểu này cho đẹp nha. Ok, sorry. Đó, để vậy cho nó đẹp. Tiếp theo thì chúng ta có hai Zephyr Nui. Thì Zephyr Nui nó kiểu như là nó là cái con searcher monster chính của deck, và nó search được đủ thứ hết. Tuy là nó chỉ search được spell thôi, nhưng đám spell nó sẽ search được mon và search được counter trap. Rồi con này search thẳng được counter trap luôn, cho nên là cũng khá là tiện. Và con này level 6, nói chung là khá là dễ chịu hồi nha, không có gì phải nói về con này hết. Đừng dùng cái hiệu ứng scale của nó thôi, tại vì tụi Zephyr còn lại thì hiệu ứng scale của nó ngu lắm. Ok, thì thật ra vẫn có thể dùng trong một vài trường hợp bạn thiếu scale á, nhưng mà khuyên là đừng dùng nhiều. Ok, thì hai Zephyr C. Thì hai con này á, thì nó kiểu như là nó sẽ biến con này thành một con tuner, hoặc nó biến một con Zephyr khác thành tuner, làm Needle Fiber combo dễ hơn, không cần Electrumite. Và con này nó cũng tự về deck sau khi nó dùng hiệu ứng đó, rồi nó có thể giúp chainlink để mà gọi là chainlink để mà né xuân, chỉ có thể bị ăn Veiler với là Infinite thôi. Cho nên là cái con này nó hồi hàng rồi các thứ nó khá là ổn. Mình chơi hai tại vì giờ deck 60 rồi. Mình muốn nó lên tay để mình có thể gọi là xem con này vô để rồi chain link với nhau dễ hơn. Đây, bị lộn nữa. Ok. Đã mục tiêu rồi. Đây con Zephyr C dưới này. Mình bị thói quen mình lấy kẹt ra luôn mà để đây nó đẹp hơn. Ok. Thì tiếp theo đó chính là một Zephyr Wendy. Thì một Zephyr Wendy để hồi hàng rồi các thứ thôi. Cái con này nó cũng khá là cộng, không có lý do gì không chơi nhỏ này hết. Nó còn level 3 sidekick nữa, thì khá là cộng. Tại sao mình lại nói nó là level 3 sidekick thì lát nữa mình sẽ giải thích sau. Ok, thì một Zephyr Thuban như là một Zephyr Citron. Thì hai con này là hai cái con bắn của deck, và nói chung là chơi nó để tùy tình huống thôi. Anh quân anh không chơi, nhưng mà mình chơi tại vì mình thích hai con này thôi. Personally. Ok, thì lộn nữa. Ok, thì đám này là hết đám monster Zephyr rồi. Bây giờ chúng ta cục tới monster của Endymion. Thì ba Servant of Endymion. Cái con này là cái con special từ deck, cho nên chúng ta phải chơi. Fmon của nó lâu lâu mình có thể sử dụng, bởi vì một là thiếu counter, hay là dùng để đánh thẳng. Hết thời gian thì khỏe thôi, đúng không? 900 free damage. Ok. Tiếp theo đó chính là target cho con Servant, đó chính là Master of Endymion với lại con Jackal King. Hai con này là hai con negator chính của deck Endymion thuần luôn, cho nên là mình chơi hai con này. Cái con này thì nó hơi trừ tí, nhưng cái con này thì nó gọi là không có bị brick bằng con này. Nhưng mà hai cái con này nói chung là nó cũng khá là mạnh. Mình phải chơi tùy trường hợp, mình gặp deck back row thì mình chơi con này ra, hoặc là mình gặp deck monster nhiều thì mình ra con này. Nhưng mà chủ yếu thì mình ra con này đi trước để chủ yếu tránh đi ru cho nên mình bị ho, sorry. Mình không có bị corona đâu, đừng có lo nha. Thì cái con này nó ra chủ yếu để chống Nibiru thôi, với lại cái hand trap. Tiếp theo là extender thì chúng ta có Dogwom với lại K0. Thì cái con này nó được send xuống mộ thì nó cộng, nó được discard thì nó cũng cộng. Nói chung là cái con này một trong những cái con cộng nhất của deck Pendulum từ trước tới giờ, đáng chơi. Rồi Chrono Wrath thì cái con này là gọi là gì ta, cũng khá là cộng, tại vì có cái cung, nếu các bạn chơi gamma thì có cái
khi mà các bạn có monitor rồi thì gamma khá là phế, cho nên là các bạn có thể lên Electrumite xem con này vô bắn cạc có xong lấy con này lên ép con này nhảy con này chung với gamma, nó sẽ các bạn sẽ có free nitro fiber. Ok thì lúc đó gamma nó sẽ không phế nữa, cái combo đó cái combo mình thường dùng. Ok thì tiếp theo là con DDD Saban Kepler với lại DDD Lamia. Thì hai con này là cho combo free tuner thôi. Bây giờ mình có chơi một cái con ở trong extra deck á, làm cho một mình con này với lại một, hoặc là một mình cái Dark Contract á, nó cũng sẽ trở thành một kẹt như đồ fiber rồi, cho nên là cũng không có, giờ mình không có thiếu thốn, gọi là thiếu thốn lắm về lượng tuner nữa. Và nói chung là hand gần như hand nào cũng chơi được, cho nên cái deck này gọi là khá là consistent. Cho nên các bạn có thể thử chơi cái deck này ha. Ok. Giờ mình thấy cái deck này consist cực kỳ luôn, tại vì có nhiều kẹt, một kẹt combo, một kẹt rưỡi combo rồi, gần như hand nào cũng có thể chơi được, chỉ có cái điều là sợ hand cháp hay không thôi. Ok thì tiếp theo đó chính là ba parallel acid. Thì cái con này mình chơi deck 60 nhưng mình chơi ba. Cái con này cộng lắm. Nói chung là giờ mình có chơi thêm hai exit rank 4 là con gì mình sẽ nói sau, nhưng mà cái con này cũng có thể giúp các bạn gọi là gọi cắn distrudo để nhảy lên, giúp các bạn free tuner các thứ nữa. Nói chung là kiểu nào nó cũng cộng hết, nó free nhảy nữa mà. Các bạn có roi chúng con thứ ba mà các bạn có thể liên summon lên thì các bạn cũng có thể nhảy con liên thứ ba con đó xuống, và nói chung nó không có trừ cho lắm, trừ khi các bạn rút chúng hai con ở tên đầu tiên. Nhưng mà cái này chắc 60 cho nên chuyện đó sẽ rất khó có thể xảy ra. Tiếp theo là cái combo của Sangan, combo thường thấy, đó chính là hai Sangan và một Aporia. Thì cái này cũng là một 1.5 kẹt combo luôn, các bạn có thể normal con này, xong các bạn liên lên con Amirage, cái xong các bạn dùng ép con này search Aporia, Aporia nhảy xuống dùng Amirage, Aporia nhảy lên đi được fiber, free đi được fiber và gọi là chắc chắn là được 3 delay nếu đối thủ không có gì cản. Ok. Thì nếu các bạn dùng combo đó thì các bạn sẽ nhảy bằng Needle Fiber là ra chết Synchron nha. Tại vì lát nữa các bạn lên con Aurora Dawn á, thì các bạn phải dùng Aurora Dawn để nhảy Orion. Mình không chơi hai Orion tại vì một là mình không có con thứ hai mã đầu, và cái thứ hai đó chính là mình gọi là cái con đó thứ hai nó cũng khá brick, cho nên mình cũng không muốn chơi. Thì một Distrudo, thì cái con này là free tuner thì có thì chơi, không có rồi thôi. Giờ mình không có dùng combo của chị Beatrice để send nó xuống nữa, cho nên là kiểu như có là chơi, không có là thôi à. Nhưng con này nó là tuner nên vẫn phải chơi. TCG ban nó chán thiệt. Orion thì con tuner mạnh nhất để chơi trong các deck synchro hiện tại, không có gì phải bàn cãi hết. Giờ tiếp theo chúng ta tới hand trap. Thì hand trap thì chúng ta có ba gamma, thì ba gamma thì mình đã giải thích rồi. Có trên tay thì mạnh đó, đối thủ quăng lúc mình không có monster thì cũng mạnh đó, mà có trên tay lúc mà mình có monster rồi thì cũng không sao, thì mình có thể nhảy nó bằng crow rap. Chỉ có cái điều là mình roll nó trúng các tên sau khi mình đang đuối thì nó sẽ mệt thôi. Thì đi với gamma thì là cái anh hand trap mạnh nhất game này, thì đó là anh driver hand trap mạnh nhất trong deck nha. Miễn sao nó đừng ra khỏi deck thì nó sẽ là mạnh. Ok. Trừ cái trường hợp là ra bởi gamma thì cái đó không nói. Ok. Tiếp theo là hai xuân. Lý do mà mình chỉ chơi hai xuân đó chính là bởi vì mình không có con xuân thứ ba, và một phần là tại vì nó cũng quanh button nữa, cho nên mình cũng chả muốn chơi ba. Thì giống như vậy thì mình chơi hai gót ọt. Tại meta này gót ọt khá là mạnh để chơi với pendulum nè, rồi chơi elite numeron nè, rồi nói chung là khá cộng. Ok. Đó là tất cả monster mà mình có. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại spell. Thì đầu tiên đó chính là ba Zephra Providence. Thì cái này cạc sạch chính cho deck nha. Lên được con Zephra Ad với con này là gần như full combo, mà lên thêm con Servant of Endymion nữa là full combo siêu mạnh luôn. Ok. Thì ba cái Oracle of Zephra thì cái này cũng là cạc sạch. Nói chung là Zephra nhiều cạc sạch cho nên sẽ cực kỳ tăng consistency cho deck. Hồi trước á mình chơi Zephra sai cho nên là mình không thích Zephra tại vì nó không có consistency. Ok, bây giờ mình chơi đúng thì nó khá là gọi là consistent luôn, và mình khá thích cái ba spell search của ND. Tại vì nó là spell search ND cho nên là mình muốn chơi ba thôi. Với lại deck này deck 60, không có trường hợp mà mình roi trúng cái thứ ba mà trong khi mình hết servant of Endymion hay là con master ND đâu, cái trường hợp đó hy hữu lắm. Ok, thì hand drop haters thì chắc chắn mình phải chơi ba chỉ tay, mình không chơi chỉ kiếm tại vì khá là brick. Nói chung là nó vậy thôi. Lý do mà mình hồi nãy mình nói á là con Wendy level 3 psychic á, thì tại vì là do mình chơi cái Emergency Teleport. Thì con này có thể nhảy một level 3 trở xuống Psychic Monster từ trong deck và banish nó ở cuối lượt. Nhưng mà mình có thể nhảy Wendy để mình gọi là mình lên con nhỏ Electrumite, hoặc là mình có thể nhảy Gamma, thì Gamma nó cũng là Psychic và level 2 trở xuống.
thì nó sẽ giúp gọi là có free tuner hoặc là free một Bedlam Monster, nói chung kiểu nào mình cũng cộng hết á, không bao giờ trừ đâu. Ok, thì một Foolish Burial, rồi một Dragon Shrine với một Dragon Ravine, thì cái này combo cơ bản của con Dark Womb. Thì mình không chơi 2 tới 3 cái này tại vì mình không có chỗ, với lại mình cũng không có kiếm được con này super rare thứ 2 thứ 3 luôn, cho nên mình chỉ chơi một thôi. Ok, thì mình thích chơi chung gọi là chung foil cho nó đẹp, nhưng mà hai Emergency Teleport thì mình chưa kiếm được chung mã nữa, chán thiệt. Chắc lý do là giải trước mình không có top. Ok, thì một Seraphoming để sệt fill cũng như là cái set duration, thì hai cái này chung mục đích là sệt fill và có thể cắm fill off. Thì nếu các bạn đã có cái oracle rồi thì các bạn có thể kích oracle để các bạn sệt, sau đó các bạn kích cái này để bạn lấy Dragon Ravine. Trong khi đó thì các bạn có thể set oracle qua fill off, và nếu off không có chơi Zephra thì cái đó sẽ gọi là khóa luôn cái fill zone của off nha, off phải tự bắn cái fill zone của fill spell của chính mình. Ok, thì một free tactical talents thì mà chơi một thôi, tại vì hai brick lắm, với lại cái càng này càng bị gọi là overrated. Thật ra là mạnh thì mạnh đó, nhưng vấn đề là do nó mạnh cho nên là người ta chống nó quá. Ok, rồi một cái này thì để search đi chung với tụi đi đi. Thì cái càng này á, bây giờ nó là một càng combo rồi, tại vì cái này nó có thể search con Lamia, là normal Lamia lên Amirai, xong đó Lamia cắn cái này nhảy lại, sau đó lên Needle Fiber, thì nói chung là một càng combo rồi đó, do là có Amirai. Thì tiếp theo thì tới trap, thì trap này hai cái counter trap của Zephyr và Giang Viên thì cơ bản rồi, không có gì phải nói hết. Ok, đó là tất cả những card ở trong main deck mà mình có, vừa đủ 60 luôn á nếu mà mình đếm đúng. Ok, thật ra là đúng á, tại vì nếu mà xếp 333 mà nó hết vậy thì đúng rồi đó. Ok, thì tiếp theo tới card ở trong extra deck thì một con Formula Synchron. Thì cái con này là cái con duy nhất, một trong hai con duy nhất dùng để target cho con Needle Fiber, mà hiện tại mình chỉ dùng con này thôi, mình không dùng TG Hyper Magician nữa, tại vì nó chật extra deck, với lại nhiều khi mình không dùng. Với lại có một con khác nó cũng có thể có level 5 và nó còn là rồng nữa, nó có thể phụ giúp cho combo của mình sau. Thì một hero thì free negate với lại dễ lên thì lên thôi. Ok, một đen long super, cảm ơn anh Lực đã bán cho mình con này. Ok, thì con này là cái con cộng nhất deck nè, nó lên nó sệt, cái nó rớt xuống cái dưới mộ thì nó leave the field nha, chứ nó không phải rớt xuống dưới mộ, leave the field thì nó cũng battle một con gian viên từ deck. Ok, khá là cộng. Một Metaphysic Horus thì cái con này nó có thể lên trong lực ốp luôn nha, lực ốp để bắt đồ của ốp, hoặc là khi ốp có mấy con mon nó khá là bự và bạn không thể qua được thì bạn có thể gọi là xử mấy con mon khác, sau đó khi các bạn lên con này các bạn bắt ốp, hey đưa đây. Ốp đưa con này cho tao, mày phải đưa nha, tao không có target, tao không có bắt gì hết. Cái này là ốp phải lựa chọn một con quái thú của mình để đưa cho mình, lựa chọn một con quái thú của ốp để đưa cho mình khi mà nguyên liệu nên tuner của nó là pendulum. Ok, thì một shooting razor, con này cũng có thể lên bằng needle fiber, nhưng có một cách khác để lên con này để chỉ là gọi là free tuner thôi, đó chính là các bạn dùng cổng không. Khi các bạn không có tuner thì các bạn có thể, mà các bạn có cổng không ở trên tay á, thì và nếu các bạn có electrum mine á thì các bạn có thể send chrono rap vô extra deck, rồi sau đó các bạn nhảy chrono rap chung với lại cái cổng không á, thì cái cổng không nó có ép mon, đó chính là bắn một kẹt ở trên sân cùng với lại nó. Thì nếu các bạn có cái field spell thì càng tốt, tại vì các bạn có thể bắn cái field spell và nó đỡ tốn chỗ. Ok, thì các bạn bắn cái field spell cùng với nó, sau đó các bạn nhảy một con rồng gọi là synchro exit hoặc là fusion từ trong deck ra, nhưng mà hiệu ứng của nó sẽ bị negate và nó sẽ trở lại vào extra deck cửa cuối lượt. Thì con này là tuner rồng thì synchro, thì nói chung là free needle fiber á, khá là cộng. Và cảm ơn anh Traco Nguyễn đã show mình cái combo này, chứ không thôi mình cũng chưa biết được cái combo này đâu. Ok, thì một omega target của end combo, nếu mà mình đã có con sát cục kiên mà mình không muốn, mình biết ốp có super bully hoặc là mình muốn tránh super bully, thì một con này thì để gọi trong tên ốp để gọi là xuất phồ một cạc của ốp về, thì thường là nó xuất phồ một cạc thôi. Với lại con này có ép là bắn một kẹt ở trên sân để mà kéo một con quái thú level 4 cho xuống từ trong mộ lên nữa, con này nó có thể giúp mình kéo lại đủ thứ hết, khá là cộng luôn. Bolo Savage thì free negate. Tiếp theo chúng ta là tính có là hai hai con exit. Nãy giờ mình ho hơi nhiều, thông cảm, nhưng mà mình ho thì mình bị ho gọi là bệnh của mình luôn rồi, chứ không phải là do corona hay gì hết á, mọi người đừng lo. Thì một Abyss Dweller thì
combo với lại Parallel Exit thì không nói. Và con này mới là cái con cộng nè. Con này là con Galant Granite thì nó có thể giúp mình gọi là gì ta? Nó giúp mình search được Zephyrhat, thì Zephyrhat là Rock và con này nó search một Rock One Button, công nó 2003. Thì có một con mới nó ra là cái con mà level 12 Exit á, mình đang muốn chơi thử cái con đó chung với hai con này nè, mà mình chưa biết thay cái gì ra. Cho nên để lúc mình có con đó rồi thì mình sẽ suy nghĩ sau ha. Ok. Thì tới Link, một Amirai. Thì con này nãy giờ được nhắc rất nhiều. Tại vì giờ thì nó cộng, nó dùng cho rất nhiều combo Synchro. Một Electromite. Thì Death Pendulum mà. Và một Needle Fiber. Shout out to Lung Minh Thành. Needle Fiber Community. Ok. Rồi, một Aurora Dawn thì cũng phục vụ cho combo với lại Needle Fiber. Và cuối cùng là một Bolosort. Mình chơi Bolosort tại vì mấy deck này synchro nó rất ít gọi là link monster, cho nên với lại lên cũng không nhiều nữa, cho nên là gọi là bắn của con exit code cũng không ổn. Cũng thật ra bắn cũng được á, nhưng vấn đề là có lần á mình lên gọi là mình cái bo mà full luôn, mà mình chỉ cần mình có thể OTK nếu mà có con này, nhưng mà lúc đó là không có con link nào hết, cho nên mình không thể lên exit code. Thì exit code công rất là nhỏ lúc đó, thì có 2003 thôi, nó không tăng công được luôn tại vì không có link. Ok. Thì đó là lý do mình chơi Bolosort. Và cảm ơn mọi người đã coi video này. Nếu mọi người thích cái video này thì mọi người có thể like, subscribe và gọi là share cái video này hoặc cũng được, hoặc là và các bạn có thể nhớ bấm nút chuông để có thể nhận được cái video mới nhất từ mình và anh Perry. Cảm ơn mọi người vì đã coi video này và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.